Ok, cho các bạn mình là Linh đây. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Các bạn sẽ cùng mình đến một cái con hàng súng. Đây là khẩu súng GP các bạn. Đây là khẩu súng GP nhé. Các bạn thì cái khả năng của nó bắn một khẩu lục mà bắn như một cái máy vậy. Mình cảm giác như là nó không khác gì khẩu súng trường, mỗi là nó hơi ít đạn thôi. Cái này bạn mua bằng GP nhé. Mình không biết về Việt Nam nó có bằng GP hay không, nhưng mà trời ơi, nó bắn khá là thú vị các bạn. Khi các bạn bắn ấy, thì các bạn giữ chuột phải thì mới bắn được nhá, chứ còn nếu bắn chuột trái không thì nó không bắn được đâu. Thì kiểu đây là cái chức năng đặc biệt của nó ấy. Né. Ủa, ăn hàng kìa. Ủa, không chết luôn. Mình có cảm giác là nó bắn hơi yếu thật, nhưng mà thôi, súng GP nó cũng chỉ có giới hạn của nó thôi các bạn. Cái này như là mua có 10 mấy nghìn GP sao bạn, rẻ lắm. Nhưng mà được cái là nó bắn nhanh này, khi mà các bạn săn do mà cầm khẩu này đi cũng được phết, nhưng mà ngược lại cái là nó ít đạn quá. Thế rồi nhá. Trời, cũng không phải là yếu đâu bạn, bắn có mấy viên mà. Ui, zipper à? Bắn được đấy, nói chung là nó khá là ổn chứ không hẳn là yếu lắm đâu. Ở đây, các bạn thấy được cái map mới không? Một cái map mà mình nhìn rất là quen, mình nhớ là có cái map nào chứ. Súng mới. Đồ súng mới kìa. Ở đây mình bị hết sạch đạn rồi các bạn, không có viên nào ấy, mới có viên một, chỉ cần một viên thôi là đủ giết thằng đấy rồi. Cầm gạch ra mà đập không kịp. Ô thế này. Ủa, đứng hẳn là sau nó bắn trúng. Nói chung bên này nó lag lắm. Ping mình các bạn để ý ra. Gần 200 ping. Thốn vậy. Rồi, sau đây có thằng súng mới này. Headshot. Rồi, bắn headshot phát chết luôn. Rồi đâu ấy. Nếu mà bắn nhanh như này thì khả năng bắn headshot chuẩn. Khả năng bắn trúng headshot rất là cao luôn. Chạy đâu? Trời ơi, sướng quá. Có khi đây khẩu lục mà có khả năng bắn đạn nhanh nhất các bạn. Ê, chơi sao à lão. Ở được top 2 này. Cố gắng lên top 1 nhé. Đừng bắn tàu khựa, không được tu tốt được. Nếu nó bắn hết đạn nhanh lắm, mình bắn có tí. Ô, súng mới. Đồ, khẩu gì đây? 9. Nó rất nhiều đạn mà mình các bạn ý là có cả chức năng đặc biệt luôn các bạn. Chứ là đặc biệt của nó là bắn 3 viên. Ui nhìn đẹp vãi. 93R 15, 21 viên các bạn. Ủa. Ui còn là chất vãi các bạn ơi. 21 viên mà nó bắn cái tốc độ xả đạn của nó cực nhanh luôn. Trời ơi. Bắn rất là nhanh nhưng mà bắn toàn trượt. Mình chưa bắn quen khẩu này. Hết đạn rồi. À, giết nó. Trời ơi, lấy gạch nó phang vào đầu luôn. Từ từ. Trời ơi. Giết. À. Đủ các bạn đấy, và đấy mình đập 3 phát liên tục mà nó không chết luôn. Nó lạc vãi cả. Cứ củ gạch này nên chỉ 2 phát là chết rồi, mà mình đập 3 cái không chết. Bắt được rồi. Ủa, cái khẩu lục đấy mình nhận xét là nó. Nói chung là cái khả năng mà khi nó, cái khả năng mà đi săn do của nó ấy, cực kỳ là chất luôn. Bắn người thì mình nghĩ là nó hơi yếu, chắc chắn nhiều đạn thì các bạn chắc chắn là nó sẽ yếu rồi. Chứ mà săn zom được cái khẩu đấy thì nó bắn cực phê luôn. Rồi lại còn có cả chức năng đặc biệt đấy chứ. Đâu thằng ấy đâu mất rồi. Alo. Noob. Thì đến noob. Cái map này nhìn cái dấu cái map gì rồi, cái gì khu gì mình nhớ không nhớ, nhớ nhận cái khu gì mà nó chỉ là nâng cấp lên thôi các bạn. Ui to rồi. Chạy đâu. Ui, cái thằng súng mới đã mất rồi. Ui, 1 kill. Nói chung là cứ cả băng giã vào đầu là giã vào người là chết, một viên vào đầu cũng chết. Mình đi kiếm cái thằng súng mới mà nó mất. Xin nó. Ui rồi. Đủ hết đạn rồi, nói chung là nó hết đạn nhanh quá. Tốc độ xả đạn nhanh mà nó ít đạn này hơi thốn rồi. Tôi. Trời 7 kill luôn.
rồi bắn lag cực kỳ luôn. Nhiều khi mình di chuyển cũng không được ấy. Mấy con gà đang giết nhau kìa. Trời ơi mấy con gà. Trốn. Ghê đấy, nó đi phục kích mình. Chết rồi. 9 kill. Ôi sao sao 30 à, thế là còn 7, có 8 mạng nữa. Nhưng mà thằng không thấy cái thằng cầm súng mới đâu mất này. Ôi, nó thấy đạn giống hệt Python luôn, nhưng mà nó yếu hơn nhiều. Nói chung là nếu mà so với một viên Python với một viên này thì nó khác nhau một trường vực ạ. Nó khẩu này bắn rất là yếu, nhưng mà được bù một cái là nó bắn rất là nhanh. Chạy. Trời ơi, headshot. Cố lên. Zipper. Trời ơi, bắn nó đã lắm. Nói chung là bây giờ bắn con quen tay rồi, nó rất là sướng ạ. 27 rồi, 3 mạng nữa. Đổi, đổi hết rồi. Linh đến đây. Trời chết luôn. Không hiện kill luôn kìa. Lag ơi. Ui, hết đạn rồi bạn ơi. Rồi. Mình hình như giết được 2 mạng mà nó cũng không hiện kill các bạn ạ. Đùa, thánh rồi. Lag thốn với cả trưởng. Đâu, Linh đến đây. Cần chiến ạ. Đấy, không hiện kill luôn. Gì vậy? Ấy, khẩu súng mới kìa. Ôi ôi, bây giờ ôi, nó thắng luôn các bạn. Nó với Lang vừa thấy khẩu súng mới thôi. Ê, khi clip mình sẽ dừng đây nhé. Các bạn dừng xem thì nhớ like, share, ủng hộ mình và cho mình cảm nhận về cái khẩu súng mà mới kia. Ôi, nhìn khẩu đấy mình có vẻ là nó rất là hay đấy. Ôi, bye. Ok, mình đã trở lại nhé. Trong clip này mình cũng quá nhận cầm được review qua cái khẩu súng gì đây. Nó là 93 rung 93R đây, các bạn nhìn thấy chỗ này. Đấy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cho các bạn biết thông tin chi tiết hơn vì mình chưa có trải nghiệm thực tế nên là chưa có trải nghiệm nó quá là rõ ràng ấy. Bây giờ mình sẽ cho các bạn một số cái cơ bản điều các bạn. Tức là khẩu súng này nó có 21 viên trên 42 viên. Tức là nó chỉ kém số đạn của Infinity tổng cộng, mình không nhớ là bao nhiêu, 28 viên đúng không? Infinity thường là 28 viên. Nhưng cái số đạn này của là 41 viên. Và đặc biệt hơn chút là nó có cái tốc độ xả đạn nhanh. Và có cái chức năng đặc biệt, tức là khẩu súng mà có chức năng bắn 3 viên một lúc ấy. Đợi tí. Các bạn đợi mình xíu nhá, mình có học bạn nữa. À, 41 viên mà ở bên này nó bán là 888 vàng một viên, nhưng mà về Việt Nam mình nghĩ phải 1.000 đến 2.000 các bạn. Một khẩu súng đặc biệt như thế này. Và đây là cái khẩu súng mà đây là trong clip này mình có chơi hai khẩu này nhá. Cái khẩu mình chơi là nó là cốt 1873. Còn nó bán ở trong bên Trung Quốc là nó bán bằng GP, tức là nó có bán là mình không nhớ là mười mấy nghìn ấy, hay 20.000 GP. Ở Việt Nam thì không biết thế nào, nhưng mà còn nó có tốc độ xả đạn cực kỳ nhanh, nhưng mà cái sát thương của nó các bạn ý là nó khá là thấp. Còn cái khẩu 93R này thì có thể cái khẩu mình bắn còn nó còn có sát thương còn mạnh hơn các bạn. Tức là khẩu 93R nó có chỉ có cái mang sao lại có cái mang này đây. Tức là cái độ ổn định như sao ấy. Đúng rồi, chắc là mình nghĩ là độ ổn định của nó cao hơn. Và các bạn là hai khẩu súng này mình thấy cái khẩu 93R nó khá là nhìn nó rất là đắt bắt mắt luôn. Về nó đây, ok. Ok, clip về đây mình sẽ cho các bạn xem review qua cái hai khẩu súng mình sẽ chơi này. Mình cũng không hiểu nó là đây là tốc độ bắn này, cái này là mình biết là độ cơ động hay sao ấy. À cái cuối cùng là độ cơ động, còn cái này không nhớ là cái gì nữa, ok. Clip về review về hai khẩu súng nữa. Dao động 93R và cốt 1873 đến đây kết thúc nhé. Các bạn xem clip thì nhớ like, share của mình. Đấy, bye.